Và bây giờ mình chạy thử nhá. Ê chó. Nói chung là đi cái chiếc xe này nó khá là vui. Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mượn được chiếc xe VinFast Evo. Phiên bản này là phiên bản 200. Nó sẽ có hai phiên bản nha các bạn nhé. Phiên bản 200 lít và phiên bản 200 thường. Cái phiên bản 200 thường này thì nó sẽ không giới hạn cái vận tốc. Tức là phiên bản 200 lít kia thì nó sẽ giới hạn dưới 50 cây số một giờ, dành cho những người mà không có bằng lái xe, tức là dành cho các em học sinh, sinh viên ấy. Đấy. Còn với phiên bản này thì chúng ta có thể mua về để chúng ta đi chợ, đi làm hàng ngày. Cái xe máy điện này thì trông nó rất là đáng yêu. Mình chạy thử chiếc này cũng khá là nhiều ấy. Hôm qua chạy buổi tối ở trên phố này, và bây giờ thì chạy loanh quanh ở trong khu đô thị này. Cái màu sơn thì mình nói rồi, rất là sâu màu, cái độ hoàn thiện rất là tốt này. Bên trên này chúng ta có cụm đèn chiếu sáng LED này, thiết kế đẹp, nhìn chung là ổn. Phiên bản 200 và phiên bản 200 lít thì sẽ có giá bán tương đương nhau là khoảng 22 triệu đồng. Đấy, chạy thử trong phố thôi. Đấy, các bạn có thể thấy này. Nói chung là êm lắm, sướng lắm. Thú vị phết. Đấy, chúng ta cùng nhau đổ cua. Chỉ sợ là cái gâu này nó bị bung ra thì không sao. Tiếp. Cứ chậm rồi mọi thứ nó sẽ đến thôi. Đây, các bạn thấy là cái đồng hồ tablo này của nó này, cái đồng hồ hiển thị thông tin ở đây thì nó rất là rõ ràng đấy. Chúng ta có những cái thông số về mức tiêu hao pin này, về km này, rồi nhiệt độ của pin này. Đấy, và mình sẽ có hai chế độ, một là chế độ Eco, một chế độ Sport. Mình đang ở chế độ Sport, nó sẽ giới hạn tốc độ là 70 km/h. Đây, khu này là khu trường học nên là rất nhiều các bác tài đang ngồi đây chờ đợi sinh viên, chờ đợi học sinh ra trường. Chiếc xe này thì nó phục vụ cho cái việc là di chuyển ở trong nội đô thôi. Còn để nói gọi là để đi đường trường từ nhà về quê thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng vẫn nên lựa chọn cái xe xăng thì tốt hơn. Xe này thì đi di chuyển ở trong phố rất nhẹ nhàng, tiết kiệm có 22 triệu cả pin mà. Đấy, cái giảm sóc phía sau của nó nhá, nếu mà di chuyển khoảng 2 người thì nó khá là êm. Cái tư thế ngồi thì khá là thoải mái. Vì đây là kiểu chiếc xe scooter mà, ngồi khá là thoải mái. Còi. Nói chung là chiếc xe này là khá là đáng yêu. Cái độ hoàn thiện chắc chắn. Thay vì mua một chiếc xe Trung Quốc thì mình có thể là mua chiếc xe điện VinFast này này. Đấy, treo thì hệ thống treo phía sau nhá, kiểu phuộc phía sau nó khá là cứng chắc. Khi mà mình chạy ôm cua như thế thì nó khá là ổn định. Mong nữa vậy. Nhưng mà nếu mà di chuyển ở một người thì cảm thấy nó khá là sốc. Đấy, như này nhá, thử nhá. Đấy, thế cho nên là nó sẽ thiết kế để dành cho hai người mà. Hai người ngồi. Ví dụ như là mình có cái chiều cao cân nặng cỡ khoảng dưới 70 cân thì ngồi chiếc xe này thoải mái, đẹp. Mà lại dễ dàng di chuyển. Còn nếu mà to quá, hơn 80 cân như mình thì chắc có lẽ là ngồi thì nó hơi, nhìn trông nó hơi buồn cười.
Nói chung là với một chiếc xe mà kiểu như scooter điện như là chiếc VinFast Evo 200 đây thì mình thấy rằng là di chuyển trong phố rất hợp lý á. Kiểu nhẹ nhàng. Mà lái của nó rất là dễ nhá. Hai người có cân nặng khoảng tầm 50, 55, 60 cân thì ngồi vô tư. Nhưng mà nếu mà khoảng tổng trọng lượng lại mà hai người cỡ khoảng tầm 120, 130 cân thì mình nghĩ rằng là khá là ì. Nói chung là chiếc xe này thì nó dành cho một người và di chuyển ở trong phố. Đấy. Nói chung là với cái giá tầm tiền khoảng 22 triệu mình nghĩ là chiếc xe điện này hợp lý ấy. Mình định mua chiếc xe này cho vợ mình. Nó rẻ. Cái thứ hai là độ hoàn thiện tốt, đẹp, thiết kế đẹp, màu sơn rất là sâu màu, ngồi rất thoải mái. Nói chung là đi cái chiếc xe này nó khá là vui. Ngồi cũng rất là thoải mái luôn. Ghế da êm ái. Nói chung là thời trang, thế chả trách mà khi mà ra mắt cái nó đã có hơn 18.000 cái đơn đặt hàng. Mình đánh giá là đầu tiên ấy là cái tư thế ngồi thì nó cảm thấy nó đem tới cho mình cảm giác rất là dễ chịu. Cái ghế này thì nó thiết kế nhất là da, vật liệu da tốt cho nên là ngồi nó rất là êm ái. Mình nghĩ rằng là cái da này nó sẽ không thấm nước đâu. Không thấm nước đâu. Cái thứ hai là cái mức độ hoàn thiện khá là tốt này. Chạy thì nói chung là một chiếc xe điện scooter mà ở trong phố thì chỉ cần như vậy thôi. Êm ái, mượt, tiết kiệm. Chiếc xe này theo như nhà sản xuất có chia sẻ thì nó có thể là chạy khoảng 200 km nếu như mà chúng ta sạc đầy. Đấy. Hiện tại thì ngày hôm qua mình chạy lên cả phố này, khá là tắc đường này. Nhưng mà chạy từ hôm qua đến hôm nay thì nó còn 62 phạch pin. Rất là tiết kiệm đấy chứ. Mà thiết kế rất là đẹp. Phía bên trên này toàn là những cái miếng kim loại này, đẹp chưa? Mặt đồng hồ điện tử thì ở đây chúng ta có rất nhiều cái thông số khác nhau, khá là dễ nhìn. Cái thứ hai là trên này chúng ta có cụm đèn chiếu sáng LED này. Đấy, nói chung là tổng thể rất là đẹp. Phanh phiếc thì rất là ăn nhá. Rất là ăn. Tuyệt vời. Ngồi thì thoải mái thôi. Với người có cái chiều cao cân nặng như mình thì ngồi chiếc xe này rất là ổn. Ok. Như mình cũng đã hôm trước làm cái bài đánh giá ấy, thì ở trong này chúng ta có cái cốp khá là rộng, để khoảng tầm 2-3 cái mũ ở hiểm. Với cái mũ như thế này thì chắc khoảng 2 cái. Nhưng mà nếu mà bỏ hẳn pin này ra, thông thường thì mình sẽ để một cái thôi. Nếu mà một cái mũ mà kiểu lưỡi chai ấy, thì các bạn để được 2 cái. Ở trong này thì chúng ta sẽ có cục sạc pin này, 400W này, 72V này, 5.5A max. Đấy, thì cái này nó sẽ theo xe luôn, cái này sẽ được bảo hành này. Đấy, như mình hôm trước mình đã quay chia sẻ với các bạn rồi. Đấy, còn lại thì nó cũng đơn giản thôi mà. Đấy, rộng nhỉ. Như vậy thì hợp lý hơn, chúng ta phải biết cách sắp xếp thôi. Đấy. Nói chung là về cái mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá rất cao. Lốp này thì đi êm, khá là êm, êm ái. Các bạn thấy mức độ hoàn thiện khá là tốt. Đây cũng là một trong những cái minh chứng ví dụ mà tại sao mà chiếc Evo này nó lại có cái số lượng đơn đặt hàng rất là lớn, lên tới gần 20.000 chiếc chỉ sau khi mở bán thôi. Lên tới hơn 20.000 chiếc. Thiết kế đẹp và mọi thứ rất là ổn. 22 triệu cho chiếc xe VinFast Evo phiên bản 200 này thì mình nghĩ rằng là khá là ổn, khá là hợp lý. Chạy rất là vui nhá. Ví dụ bạn ngồi ở đây, bạn gái bạn ngồi ở đây ổn. Hai người ngồi thoải mái. Nhưng mà số lượng cân nặng là hai người ngồi thoải mái. Nhưng mà mình nghĩ rằng là số lượng cân nặng tổng trọng tải cỡ khoảng tầm dưới 100 cân thì là xe sẽ thanh thoát hơn, xe sẽ nhanh nhẹn hơn. Còn nếu mà hai ông mà mỗi ông khoảng 70-75kg mà ngồi lên chiếc Evo này thì mình nghĩ rằng là khá là lì đấy, khá là ì ạch. Đấy, bởi vì dù gì thì nó cũng chỉ là thiết kế chủ yếu để dành cho một người thôi mà. Mua chiếc xe này về mà đi chợ, đi quanh trong phố, đi làm hàng ngày rất là ổn đấy các bạn ạ. Trải nghiệm thực tế khá là vui. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại ở những video đánh giá xe tiếp theo nha.